Chào quý vị bạn, chúng ta lại gặp lại nhau tại Hyundai Lê Văn Lương. Và ngày hôm nay thì tôi đang đứng trước một mẫu xe có thể nói là đẹp mê mẩn. Đó chính là Hyundai Elantra Sport 2019. Đây là phiên bản hoàn toàn mới, mới nhất ở thời điểm hiện tại. Chiếc xe này thì mới ra mắt cách đây khoảng 1 tháng. Và đáng chú ý một chút, với cái thế hệ Elantra 2019 này thì Hyundai thành công đã ngay lập tức cho xuất xưởng phiên bản Elantra Sport thay vì được giới thiệu phía sau như những cái phiên bản trước đây. Elantra Sport các bạn đang quan sát đó chính là một phiên bản thể thao cá tính, và nó nổi bật ở những cái thay đổi nội thất, ngoại thất và đặc biệt là khả năng vận hành. Điểm khác biệt bên ngoài của Elantra Sport chính là cái bộ body kit thể thao với những cái sự thay đổi như là lưới tản nhiệt dạng tổ ong màu đen này, ốp hông cơ bản cơ bắp hơn, cánh đuôi gió gắn trên cốp và ống xả thể thao đôi được tạo hình phá cách. Cụm đèn mà các bạn đã quan sát thì cụm đèn này cũng đã được trang bị trên phiên bản 2.0 bản cao cấp. Và như các bạn thấy là nó có tới 4 tinh cầu LED, trong này chứa vô vàn những cái bóng LED nhỏ giúp cho chiếc xe có một cái ngoại hình đặc biệt là bắt mắt ở cụm đèn trước khi mà được bật sáng lên. Ở phía trước này chúng ta cũng có sẵn cả một cái bộ quay chống va đập phía trước, cảnh báo hỗ trợ đỗ xe ở hai bên góc xe, bên góc trước cũng đã được trang bị đầy đủ. Dải đèn LED thì được ôm trọn toàn bộ lấy cụm đèn. Ở phần bên hông, một bộ la răng 5 chấu rất giống trên những mẫu xe Mercedes thể thao các bạn nhé, Mercedes A đó. Đó, tay nắm cửa thì được mạ chrome, tích hợp nút bấm mở cửa thông minh, hệ thống gương chỉnh điện, gập điện và có cả báo rẽ, sấy gương luôn. Quay một chút về cái phần đuôi xe thì các bạn đang quan sát một cái đuôi, thật sự tôi nghĩ là ngoài phần đầu xe thì phần đuôi xe này cũng là phần mà tôi ấn tượng nhất ở cái mẫu xe này. Thật sự rất đẹp, đặc biệt nằm ở cụm đèn. Ở đây thì các bạn đang nhìn thấy, chúng ta sẽ lược bỏ đi một cái nút bấm trước đây mà nó hay xuất hiện phần lớn trên những cái mẫu xe thể thao để mở cốp. Và lần này thì Hyundai Elantra Sport, không chỉ bản Sport đâu, tất cả các phiên bản 2019 đều được tích hợp sẵn thẳng vào cái vị trí chính giữa logo luôn. Bây giờ tôi sẽ mở một chút rồi cho các bạn xem về phần cốp xe. Nói sơ qua một chút đi về cái khả năng vận hành của cái mẫu xe Elantra Sport 2019 này, thì xe được trang bị động cơ tăng áp turbo 1.6 lít cho công suất tối đa lên tới 204 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại đạt đến 265 Nm ở dài vòng tua 1.500 đến 4.500 vòng trên phút. Và đặc biệt ở phiên bản này thì chúng ta sẽ được trang bị cái hộp số liều kép 7 cấp DCT mà không một phiên bản Elantra nào có được. Đó chính là về khả năng vận hành. Còn một lát nữa chúng ta sẽ bước vào khoang không gian một chút. Trong khi chờ đợi thì tôi sẽ điểm danh qua một chút về cái hệ thống an toàn trên Elantra Sport 2019 này. Chúng ta sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe này, kiểm soát lực kéo, khả năng chống trộm, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 8 cảm biến trước sau, và đặc biệt xe đã được trang bị an toàn tới 7 túi khí. Có một điểm đáng nói ở phần khung của chiếc Elantra bản mới này, đó là hoàn toàn được trang bị khung thép cường lực AHSS cho cái khả năng vận hành cực kỳ tốt và giúp cho chiếc xe vững chãi trên mọi cung đường cũng như là an toàn hơn khi không may xảy ra va chạm. Đây, chúng ta sẽ cùng bước qua khoang nội thất. Đây là ghế thứ hai. Ở ghế thứ hai này thì chúng ta cũng sẽ chỉ có một cái không gian tiêu chuẩn của một mẫu sedan hạng C, rộng rãi, trần cao, có cửa gió điều hòa thứ hai, có kệ tì tay, vân vân và vân vân. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cửa sổ trời, tuy nhiên thì nó vẫn chỉ là cửa sổ trời dạng thường mà không phải là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nhưng không sao cả, mọi cái sự ấn tượng sẽ tập trung ở cái khoang cabin. Đó, các bạn nhìn thấy này, ngay cái khoang cabin này, một cái nét thể thao đã được tái tạo rất tốt và thể hiện rất tốt trên mẫu Elantra Sport này. Đầu tiên đó chính là cái vô lăng, một chiếc vô lăng bọc da cao cấp khâu tay được phối màu đỏ đen, và như các bạn đang thấy là chiếc xe này được thiết kế tạo hình đê cắt, nó rất giống trên những cái mẫu xe BMW thể thao. Toàn bộ cái hệ thống màn hình DVD, cửa gió điều hòa hay hộp số thì đều được thiết kế rất là bắt mắt, gọn gàng.
kết hợp với cái tông màu đỏ, điểm đỏ đen của cái phiên bản Elantra này. Có một điểm tôi hơi tiếc chút, đó chính là cái hệ thống phanh tay điện tử thì vẫn chưa được trang bị trên mẫu xe này. Còn đây chính là cái cửa sổ trời của xe, một chiếc cửa sổ trời giúp chúng ta hòa mình tốt hơn vào trong thiên nhiên, đặc biệt là trong những chuyến đi dài. Tôi chỉ hơi đáng tiếc duy nhất một điểm ở mẫu xe này, đó chính là phanh tay điện tử chưa được trang bị. Thôi không sao cả. Về mức giá bán của chiếc Elantra Sport 2019 này, chúng ta sẽ có một mức giá bán niêm yết là 769 triệu. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì con số giảm giá sẽ làm các bạn giật mình khi mà chúng ta bốc máy liên hệ trực tiếp. Chiếc xe này sẽ được hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Và mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bạn Huyền, quản lý bán hàng để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.